Chào buổi sáng tất cả các bạn. Hôm nay Lượng được các bạn đi khám phá một cái chợ phiên rất là thú vị, vô cùng là đặc sắc ở trên vùng cao các bạn ạ. Đây là một cái chợ phiên của đồng bào người Mông các bạn nhé, được họp vào sáng ngày Chủ nhật hàng tuần các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy người Mông ấy, họ mang các mặt hàng đặc sản mà nhà chợ bán nhiều lắm các bạn ạ. Ở ngay cạnh đây là khu vực họ bán chuyên về đồ rừng luôn các bạn nhé. Chợ ở đây thì hầu như là đa số là người dân ấy, họ lấy những cái đồ trên rừng mang ra chợ để bán thôi các bạn ạ. Những cái mặt hàng như kiểu mật ong này và dược liệu này ở chợ này bán nhiều lắm các bạn ạ. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá cái chợ rất là đặc sắc ở trên vùng cao này nhá. Mời các bạn đồng hành cùng mình. Ở đây này các bạn, mình thấy họ bán các loại đồ rừng này các bạn. Đây là những cái loại quả ở trên rừng các bạn nhá. Cái quả này thì nó hơi chính chính một chút các bạn. Thấy họ bảo lấy quả này về luộc ăn các bạn, luộc ăn. Còn đây là những cái thớt nghiến các bạn nhá, thớt nghiến ở trên rừng các bạn. Đó, những cái chiếc thớt nghiến thì các bạn mang về chặt không sợ bị mẻ đâu các bạn. Cái này đường kính nó tầm 30 cm con. Đó, đường kính này 30 cm và chiều dày nó tầm 5 phân các bạn nhá. Thớt nghiến núi đá này các bạn. Đây. Ở bên này cũng có vài cái luôn các bạn nhá. Có vài cái thớt nghiến này luôn. Ai nhu cầu mua thớt nghiến thì cứ nhấc máy lên alo cho Lượng nhá. Để Lượng đi chợ phiên ấy, lấy thân nghiến gửi cho bạn này. Đó, đây là các loại đồ rừng các bạn. Đây là thảo quả các bạn, thảo quả tươi các bạn nhé. Nó làm gia vị thức ăn, các bạn mang về xào trâu bò ăn ngon lắm, rất là thơm các bạn nhé. Và các bạn lấy cái khô nó về để làm gia vị thức ăn, và cũng như là để nấu lẩu, nấu thang cố phải có ấy. Cái thảo quả này mới là ngon này các bạn. Và đây có một ít ra những cây rừng này các bạn. Đây là những cái cây dùng để cái này chứa đau dạ dày đúng không ạ? Ờ? À, cái này là thì cái này chữa bệnh gì? À, có người họ mua thì lấy ra chợ thôi đúng không? Cái này là cái sâm đất này các bạn, thơm lắm. Bó này được cân không? Này những cái củ sâm đất này các bạn, cái này rất là thơm các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu các bạn ạ, ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Cái này nó tốt cho gan và dạ dày các bạn ạ, nó dùng để mát gan các bạn nhé. Bác nào mà bị nóng gan đấy đó thì lấy cái này về đó, ngâm rượu nó rất là tốt luôn các bạn ạ. Đây, chuối rừng này các bạn, đó. Lam Kinh Tuyến, cái này chuối rừng này các bạn, đó. Chuối rừng mang về ngâm rượu đó, hoặc là đun nước uống, cái này chữa sỏi thận tốt lắm. Các bạn lấy khô nhá, lấy khô băm phơi lát mang về đun nước uống. Đó, rất là tốt. Còn đây là cái cây lá thang cố này các bạn, dùng để nấu thang cố nhá các bạn nhá. Nấu thang cố cho này vào thì mới là ngon các bạn. Đây phong lan và một số cây rừng này các bạn. Đây này các bạn, đây cây dùng để làm cảnh này, hơn nghiến này, nhiều lắm các bạn. Và đây này, có cây phong lan đẹp chưa các bạn? Mình thấy rất là đẹp luôn. Đó, tương đối là đẹp các bạn. Đây để mình sang bên này xem đây họ còn có các mặt hàng gì để bán các bạn. Ở đây mình thấy con lan kim tuyến các bạn ạ. Đây hai cái xô lan kim tuyến luôn các bạn ạ. Lan kim tuyến thì là một cái loại lan rất là quý các bạn nhé. Ngoài nó dùng để làm cảnh ra thì nó còn để làm thuốc các bạn ạ. Nó cái giống này thì ngày trước Trung Quốc họ thu mua có những cái thời điểm nó phải hơn 3 triệu một cân các bạn nhé. Cái lan kim tuyến này thì nó giá cả nó rất là lớn các bạn ạ. Giá trị làm dược liệu của nó rất là tốt các bạn nhé. Nó dùng để đặc trị bệnh phổi này, tim mạch này, bệnh não thì các bạn đó. Nên nó có hoa nhưng mà hoa nó bé rồi các bạn ạ. Hoa nó chỉ tầm này thôi. Đó. Hoa nó thì không được đẹp cho lắm đâu. Đó. Nó chỉ lấy lá ấy. Lấy về để đun nước uống hoặc là ngâm mật ong để chữa bệnh là chủ yếu các bạn ạ. Ngoài ra đây này, đây. Cái giống này thì nó chỉ sống ở những cái vùng khí hậu lạnh thôi các bạn nhé, như trên núi cao ấy thì mới sống được. Cho nên là vùng thấp thì chắc chắn là sẽ không giờ sống được đâu các bạn ạ. Và đây thì có ít nho này các bạn, nho rừng các bạn. Ở đây mình thấy có nho rừng bắt đầu vào vụ rồi các bạn nhé. Cái này mang về ngâm rượu. Ngâm rượu uống nó thơm lắm các bạn. Thơm như kiểu rượu vang ấy. Vang của uống nó ngon lắm các bạn. Thanh nhiệt giải độc cơ thể các bạn ạ.
Wow, có hai chiếc dao ác chiến nha. Đây là cái sâm cau nữa. Đấy, sâm cau các bạn ạ, dùng để bổ thận tráng dương các bạn nhé. Bác nào mà bị yếu, chưa đến chợ mà đã hết tiền thì lấy cái này về ngâm rượu này các bạn. Đây, củ nó trung bình, nó có củ to bằng ngón tay mình và củ to bằng chân đũa luôn. Cái này thì mỗi bó này là 1 cân các bạn ạ. Các bác nào mà bị chưa đến chợ hết tiền hoặc là chị em nào mà kinh nguyệt không đều hay bị cảm lạnh các thứ thì lấy cái này về đun nước uống, và chị em nào uống được rượu thì lấy về ngâm rượu càng tốt nữa các bạn nhé. Mọi người có thể lấy những cái khô đó, về sử dụng cũng được, hoặc là lấy tươi về sử dụng. Khô thì sẽ phải băm nha các bạn nhé, băm nha mới phơi khô được, vì giống này nó rất là nhiều nước, sông cao rừng này nó nhiều nước lắm các bạn. Chú ơi, cháu hỏi đây là anh cho hỏi phong lan gì đấy? À, đùi gà. Nó nở hoa tháng mấy nhỉ? À, thế nở hoa rồi nhỉ, tháng 3, tháng 4. Đây ở bên ngoài này thì mình thấy nông sản ấy, họ bán rất là nhiều luôn các bạn ạ. Mình sang bên này nhá. Mình thấy ở kia ấy, họ bán rất là nhiều mật ong này các bạn. Mật ong rừng ấy, họ bán nhiều lắm các bạn. Mình thường thì các chợ phiên mình tranh thủ đi thật sớm để mình quay và mua những đồ rừng về để gửi cho một số người có nhờ mình mua đấy các bạn. Nếu mà ở cái chợ này đi muộn một chút là không còn đâu các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây là mật ong rừng chuẩn này, nguyên chất 100% này. Cái này là mật núi đá các bạn nhé. Đây các bạn thấy nó chất lượng chưa, một xô này nó phải rơi vào tầm 7 đến 8 cân các bạn ạ. Cái này thì mang các bạn nếu mà mua cái cả sáp này thì về các bạn tự vắt nhé các bạn nhé. Đây các bạn về tự vắt. Bên này là nhộng, nhộng này chỉ ngâm rượu thôi nhé. Bên này là có nhộng rồi. Bên này là sáp này các bạn. Nguyên chất này các bạn. Đây có những cái chai mà họ vắt ra rồi này các bạn. Đó. Mật ong thì nó nói chung là nó là một cái loại kháng sinh tự nhiên các bạn nhé. Nó dùng để hỗ trợ và điều trị tất cả mọi loại bệnh luôn. Đó, các bạn mà bị hay bị ho, đờm các thứ này. Mà bị viêm xoang này, viêm họng này, lấy cái này về uống buổi sáng rất là tốt các bạn ạ. À. Uống buổi tối các bạn. Các bạn mang về pha nước nóng uống nha các bạn nhá. Rất là tốt luôn. Đây, nông sản này các bạn. Ai nhu cầu mua mật ong thì nhấc máy lên alo cho mình. Ấy à. Chào anh nhá, đây là ong ruồi kìa. Đây mật ong ruồi này các bạn. Đó. Có mấy cái tổ ong ruồi. Cái này là của cái này bé. Hiện tại là cũng cuối vụ ong ruồi rồi anh nhỉ. Nó không có mật mấy đúng không? Tí mà thôi. Cái tổ này ít mật thật. Có nhiều trên này có nhiều rồi. Nó gần hết mùa rồi mà. Đây quán này, cái này của ai đấy? Đây sắp dùng rồi. Sắp dùng rồi kìa. Anh à. Này. Thanh niên này có nhiều nhỉ. Cái giống ong ruồi này thì là nó tự nhiên các bạn nhá. Cái giống này thì không bao giờ nuôi được nó đâu. Này ba tổ này bé tí nhỉ. Các bạn thấy cái ong ruồi này. Giống này thì không ai nuôi được các bạn nhé. Giống này nó kiểu nó sinh trưởng tự nhiên đấy các bạn. Đây trên này là bầu mật, bên dưới là cái nhộng của nó các bạn ạ. Giống này thì nó sinh trưởng tự nhiên, cho nên là ít khi có người nào nuôi được nó lắm. Hầu như là không ai nuôi được đâu các bạn ạ. Và giống này nó rất là hiếm và mật nó rất là đắt nhé. Vì một tổ như này nó vắt ra chỉ được căng nhất thì nó chỉ được 300ml là cùng thôi các bạn ạ. Cái này là mật ong rừng nhá. Ừ, vâng, mật ong ruồi đấy. Được hơn 2 cân à? Cái này nó không đốt được, không biết đốt được đúng không? Mật ong nó không đốt. Đấy ong đấy nhưng mà không biết đốt đâu. Mình lấy thoải mái mà. Cái giống ong này nó không đốt mà. Đây ở chỗ này thì mình thấy họ bán phong lan. Họ rất là nhiều phong lan luôn các bạn ạ. Tất cả các loại phong lan nhá. Phong lan rừng ở đây thì họ bán rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây thấy họ bán ớt xiên này các bạn. Đó. Ớt thì thường người Mông hay xiên vào như này để treo các bếp mà ăn dần đấy các bạn. Đây khi họ rảnh họ sẽ xiên ớt vào nhá các bạn nhá. Còn đây là cái hoa đu đủ này các bạn, hoa đu đủ đực này. Hoa đu đủ đực thì đang vào vụ của nó các bạn ạ. Đẹp chưa các bạn? Cái giống này nó là một cái loại kháng sinh tự nhiên. Các bạn mang về phơi khô ngâm với mật ong nha các bạn nhé. Hoặc là đun phơi khô để đun nước uống. Đó. Cái này rất là tốt luôn. Cái này thì nó ngăn ngừa phòng chống tất cả bệnh tật luôn.
chứa ho hen rất là hiệu quả các bạn nhé, và chứa viêm họng rất là tốt luôn các bạn ạ. Và bác nào mà bị u biếu ấy, thì lấy cái này về, hoặc là các bác nào sau khi u biếu mụn nhọt, hoặc là bác nào mà sau khi xạ trị thì lấy cái này về ngâm với mật ong hoặc là đun nước uống rất là tốt nha các bạn nhé, hỗ trợ và điều trị bệnh tốt lắm các bạn ạ. Và bác nào viêm họng này, lấy này ngâm mật ong uống tốt lắm, điều trị viêm họng này, điều trị dạ dày rất là tốt luôn các bạn ạ. Ai nhu cầu mua thì nhấc máy lên alo cho mình nhé, mình cung cấp cho các bạn những cái hoa đu đủ khô các bạn ạ. Để phơi được một cân hoa đu đủ khô không hề đơn giản một chút nào các bạn nhé, tầm 8 đến 9 cân tươi thì mới được một cân khô, mà phơi không cẩn thận ấy là sẽ bị mốc các bạn nhé, vì cái giống này nó có rất là nhiều nhựa mà các bạn. Ai nhu cầu mua thì alo cho mình, và cái này nó có tác dụng là hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp các bạn ạ. Các bạn ạ, phiên chợ ngày hôm nay thì mình thấy đông vui và nhộn nhịp lắm các bạn ạ. Ở đây thì người dân ấy họ bày bán các mặt hàng bán ở dọc đường này nhiều lắm. Đây là mật ong rừng này các bạn, đó. Này cũng còn nguyên ga nha các bạn nhé. Mật ong rừng nó phải có ga các bạn ạ, vì là cái giống ong rừng mà sau khi cho những cái chai này mà vận chuyển lên lắc lắc này, này thì sẽ lên những cái bọt ga như này các bạn ạ. Xong các bạn mở nắp nó xì ra. Rồi các bạn nếu mà đặt hàng về thì các bạn phải để đến ngày hôm sau mới nên mở nắp ra các bạn nhé, để nó ga nó lắng xuống ấy. Đây, ga này hôm nay sáng nay họ vận chuyển này. Đó. Nói chung là mật ong ở trên mình là mật ong chuẩn nguyên chất 100% luôn các bạn ạ. Để tiếp tục có một chú bán mật ong này các bạn. Này là tiếp tục là ong núi đá các bạn ạ. Ong nguyên chất 100. Nó bám vào trong đá. Cái này bác lấy lâu chưa ạ? Hôm qua vừa lấy đây. Cái chai đã vắt rồi nhờ. Đấy. Bây giờ ở dưới đáy này đầy mật luôn đấy các bạn, nó chảy ra các bạn. Mật này đây, nó bám vào thành đá này các bạn. Đấy, cái vết ở đá này đen đen này các bạn. Ai nhu cầu mua mật thì cứ nhấc máy lên alo cho mình nhé các bạn nhé. Mật ở trên vùng cao mình thì nó hoàn toàn tự nhiên đấy các bạn, và rất là nhiều các bạn ạ. Hiện tại thì cũng vẫn là đang vụ của mật ong ấy, cho nên là đi các chợ phiên ấy thì thấy họ bán mật ong ấy rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đây các loại dao luôn các bạn ạ. Đây là dao thái bản bé các bạn ạ. Đây dao thái bản lớn đây. Dao đây thì đánh từ nhíp ô tô nhé các bạn nhé. Chuôi thì chuôi gỗ cầm chỉ các bạn ạ. Đó. Đây là dao chặt gà này các bạn. Đó. Dao chặt gà đây. Còn đây là dao chặt xương nhé các bạn nhé. Đó. Đây là dao chặt xương này các bạn. Ai nhu cầu mua dao thì nhấc máy lên alo cho Lượng nhá. Dao này sắc lắm các bạn. Các bạn chỉ mài một lần duy nhất thôi để sử dụng được rất là lâu, ít khi nó bị cùn lắm các bạn. Đây mọi người có thể thấy này, cái phiên chợ ở trên này thì rất là đông vui nhộn nhịp các bạn, tấp nập người mua người bán các bạn nhé. Phiên chợ thì cũng vô cùng là đặc sắc và thú vị, bán rất là nhiều đồ luôn các bạn ạ. Chú ơi cháu hỏi chút, đây là cái chai gì đấy? Cái này là thuốc ạ. Thuốc gì ạ? Chữa bệnh gì ạ? Đau xương khớp. À, xoa bóp xương khớp à? À, hoa đu đủ này các bạn, hoa đu đủ được. Ở cái phiên chợ ngày hôm nay thì mình bán thấy họ bán nhiều lắm các bạn ạ. Đây bây giờ thì mình sẽ đi thẳng lên trên nhé các bạn nhé. Ở trên kia thì có rất là nhiều điều thú vị, bán rất là nhiều các mặt hàng đặc sản và dược liệu thiên nhiên các bạn nhé. Thật tuyệt vời, một cái phiên chợ thì người dân bán tất cả loại mặt hàng luôn. Và ở đây thì có gian hàng bán đồ khô các bạn nhé. Đây là cái thịt trâu sấy các bạn, đó, thịt trâu sấy, thịt treo qua bếp các bạn. Đó. Một trong những loại thịt rất là đặc sắc, đặc trưng ở trên vùng cao Tây Bắc mình. Cái này thì họ ướp mắc khén, hạt dổi và một số gia vị đặc trưng ở trên vùng cao các bạn nhé. Này các bạn mang về hấp qua thì là ăn được luôn các bạn ạ. Và đây là những cái củ tam thất khô các bạn nhé. Đây là tam thất khô này, đó. Tam thất khô này các bạn. Các bạn mang về nghiền ra pha với mật ong nhé các bạn nhé. Pha với mật ong hoặc pha với nước nóng. Pha mật ong kèm nước nóng uống rất là tốt luôn các bạn. Nó dùng để điều trị u biếu này, điều đặc trị xương khớp này các bạn. Nó làm một cái loại kháng sinh tự nhiên đấy các bạn. Dùng để cầm máu này các bạn. Đó. Bạn nào mà sau khi phẫu thuật ấy, sử dụng cái này để làm lành vết thương rất là tốt các bạn nhé. Và đặc biệt bác nào sau khi xạ trị thì sử dụng cái này rất là tốt luôn. Đó. Hoặc là mọi người có thể mang về sử dụng để ngăn ngừa phòng chống ung thư luôn các bạn ạ.
và bác nào bị tiểu đường ấy thì mang về hỗ trợ và điều trị tiểu đường này, hút này, hỗ trợ điều trị hút cũng rất là tốt. Còn đây là nụ tam thất này các bạn này, nụ này rất là nhiều luôn các bạn, nụ đẹp lắm. Nụ tam thất thì nó có rất là nhiều công dụng các bạn nhé. Nụ tam thất khô các bạn ạ, nụ tam thất thì chỉ có khô thì không có tươi đâu các bạn ạ, vì là nó mọc ra người dân mang đi phơi khô luôn rồi các bạn ạ. Các bạn ạ, cái này thì các bạn mang về pha nước uống như kiểu pha trà ấy các bạn nhé. Đó. Cái này thì nó có hơi có vị đắng một chút các bạn ạ. Mà sau khi uống xuống cổ họng nó lại ngọt các bạn nhé. Đó. Cái này thì nó là để chuyên để trị mất ngủ các bạn ạ. Đặc trị mất ngủ nhá các bạn. Chứa những bệnh hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, giảm trí nhớ các bạn ạ. Bác nào mà hay bị mất ngủ, trằn trọc, khó ngủ thì lấy cái nụ hoa tam thất này về sử dụng này các bạn. Cái này thì có thể là mang về ngâm rượu này. Hầm gà, hầm xương, nấu canh hoặc là cho vào nồi cháo đó, hoặc là pha nước uống rồi pha trà, ví dụ như một cái ấm các bạn hay uống trà thì lấy tầm này để pha uống nó mới nó vừa tầm nó không nó đắng các bạn nhé. Ai yêu cầu mua tam thất thì với nụ tam thất thì alo cho Lượng nhá. Đây lên trên này là những cái gian hàng họ bán cái đồ thổ cẩm này các bạn, và bên cạnh này là những cái gian hàng họ bán dược liệu khô các bạn nhé. Và ở trong kia là khu vực bán nông sản và các mặt hàng đặc sản địa phương các bạn ạ. Đây những cái đồ thổ cẩm đây, mình thấy họ bán rất là nhiều. Những cái chiếc túi thổ cẩm này các bạn, nó đẹp lắm. Và đây thì mình thấy họ bán rất là nhiều các loại mặt hàng họ lấy trên rừng về. Đây là những cái cây bổ máu các bạn ạ. Bác nào mà bị máu xấu ấy, nhưng mà gầy gò, xanh xao, ốm yếu lấy cái này về sử dụng các bạn nhé. Đun nước uống các bạn ạ. Còn đây là sâm cau đen các bạn ạ, hay còn gọi là sâm béo đen, các dân này giống này rất thơm các bạn nhé. Nó hỗ trợ sinh lý rất là tốt các bạn ạ, và đặc trị xương khớp các bạn nhé. Bác nào mà hay bị đau nhức xương khớp ấy thì lấy cái này về đun nước uống này cũng cực kỳ là tốt luôn các bạn ạ. Ai nhu cầu mua này về thì alo mình. Cái sâm béo đen này thì nó ngoài tác dụng chữa sinh lý, chữa xương khớp thì nó còn là một cái loại thuốc bổ nha các bạn nhé, ngăn ngừa phòng chống các bệnh tật luôn, rất là thơm nha các bạn nhé, thơm lắm các bạn. Ai nhu cầu mua thì cứ nhấc máy lên alo cho mình. Cái này thì có khô các bạn nhé, khô thì mình sẽ băm thái lát và phơi khô các bạn ạ. Đây sâm rất là nhiều, sâm cau này. Đây là những cái loại tắc kè đá này các bạn. Tắc kè đá có hai loại nha, một loại màu xanh như này các bạn, và một loại màu đen như này các bạn nhé. Hai cái thì công dụng đều như nhau cả các bạn ạ. Cái này thì nó dùng để đặc trị xương khớp các bạn nhé, và chữa xương khớp rất là tốt luôn. Ở đây là nấm tích dương này, những cái củ của nấm tích dương, củ này chưa nên sử dụng đâu các bạn ạ, củ này nó chát lắm các bạn. Đây, bắt đầu mọc lên như này rồi các bạn nhé, nó phải mọc lên tầm như thế này thì mới nên sử dụng các bạn nhé. Vào lên được tầm này thì mang về ngâm rượu mới là tốt. Bác nào mà không cứng được thì uống vào nó thẳng tưng như này luôn. Đặc trị sinh lý luôn các bạn ạ. Ở giữa rừng này dùng để chữa sỏi thận này các bạn. Nhiều chưa? Ai nhu cầu mua thì alo cho mình nhé. Đi vào trong này thì mình thấy người dân ấy họ bán nhiều đồ lắm các bạn ạ. Rất là nhiều đồ dược liệu thiên nhiên luôn các bạn ạ. Và cái phiên chợ ở đây thì mình thấy rất là đặc trưng của người Mông luôn. Họ bán những cái đồ mà họ tự canh tác được, với lại họ thu mua ở chợ, họ đi hái trên rừng về các bạn ạ. Đi đến cái góc này là thiên đường dược liệu luôn các bạn ạ. Đây những cái củ khúc khắc này các bạn, khúc khắc đỏ các bạn nha, mang về đun nước uống dùng để chữa xương khớp các bạn. Cái khô thái lát cũng có các bạn nhé. Wow, hẳn một chùm luôn à, cái dứa rừng này. Này các bạn, hẳn một chùm luôn này. Nó nặng tầm mấy cân đấy? 3 cân rưỡi các bạn ạ, lấy trên rừng vậy này. Đó, cái này nó chưa già đâu, già nó còn nặng thêm nữa. Phải to gấp đôi thì nó mới chín. Để nguyên cả chùm này bán nó mới đẹp. Ai nhu cầu mua dứa rừng về chữa sỏi thận thì alo cho mình nhá. Cái này thì mang về băm phơi khô ra, chữa sỏi thận. Hoặc là bên mình cũng có những cái loại khô các bạn nhé. Nói chung là dứa rừng này chỉ phải sử dụng khô thì nó mới hiệu quả. Và tắc kè đá này, mọi người chữa xương khớp la liền luôn. Tiếp tục là sâm đất này các bạn. Đó. Và bên trong này thì đa số là họ bán sâm thôi các bạn nhé. Trong này thì cái củ sâm quý ấy thì mình thấy họ bán nhiều lắm các bạn ạ.
Đây sâm sâm đương quy đây các bạn. Đây những cái củ sâm đương quy nó toàn rơi vào tầm 3 củ một cân các bạn nhỉ? 2 đến 3 củ một cân các bạn ở đấy. Cái này mang về ngâm rượu hoặc là đun nước uống nó rất là tốt các bạn nhá. Đấy, nó tính cả lá luôn vì là ngâm cả lá nó mới đẹp. Hoặc là các bạn mang về hầm ấy thì dùng cả lá luôn các bạn nhá. Cái giống này thì nó dùng để đặc trị xương khớp các bạn ạ. Bác nào mà bị đau nhức mỏi cột sống này, thái hóa do thái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm mà viêm khớp này, lấy cái này về đun nước uống hoặc là ngâm rượu, hầm gà, hầm xương đều được hết các bạn nhé. Thường thường cho những cái đồ tần đấy các bạn đi ăn ốc tần hoặc là các loại đồ tần ấy thì thường thường nó sẽ có 1-2 cái lát các bạn ăn thấy thơm thơm đấy là cái sâm đương quy này đấy các bạn. Sâm đương quy này thì hiện tại là bên mình cung cấp cho tất cả các bạn khô tươi đều có hết các bạn nhé. Ai nhu cầu mua thì cứ nhấc máy lên alo cho mình để mình gửi cho các bạn nhé. Còn đây là những cái củ sâm đá này các bạn. Giống này rất là thơm các bạn, mọc trên núi đá các bạn. Này dùng để hỗ trợ và điều trị các bệnh về gan các bạn, làm mát gan các bạn nhé. Bác nào mà hay bị nóng gan ấy thì lấy cái này về sử dụng rất là tốt luôn các bạn. Cái này nó thơm lắm các bạn, rất là thơm các bạn nhé. Đó, bạn mang về ngâm rượu hoặc là hầm hoặc là đun nước uống đều được hết các bạn ạ. Ai nhu cầu mua sâm đá này về sử dụng thì alo cho mình. Cái này nó dùng để chữa bệnh về gan, ví dụ như sơ gan này, men gan cao này, gan nhiễm mỡ này, gan nhiễm máu này, nóng gan này. Đấy này về sử dụng rất là tốt luôn các bạn ạ. Củ cải đỏ này các bạn. À đây có một lồng chim, à sóc. Đây có hai con sóc các bạn. Hai con sóc này, sóc này rất là đẹp luôn. Sóc họ bắt ở trên rừng về các bạn. Hai con này khỏe lắm. Khỏe lắm, giống này nó khỏe. Hai con này. Đây hai con sóc này đẹp lắm các bạn. Này mang về nuôi được cho các bạn, nuôi cái giống này nó đơn giản là các bạn, dễ nuôi lắm. Cái này thì có những cái con này thì chỉ cho nó ăn ngô này, đó, ăn các loại quả là nó có thể sống được các bạn ạ. Đây thì mình thấy họ bóc lạc này các bạn. Một số người Mông ấy thì họ mang lạc đỏ ra chợ, họ bóc tại chợ này luôn các bạn. Và ở đây thì mình thấy họ bán nấm rừng này các bạn. Đó, nấm linh chi, cái nấm hồng chi rừng các bạn ạ. Cái này thì nó dùng để chữa gan và chữa dạ dày các bạn nhé. Nó rất là tốt cho bác nào mà bị các bệnh về gan và dạ dày luôn. Bác nào men gan cao này, gan nhiễm mỡ, gan nhiễm máu đó, và sơ gan và tất cả loại bệnh về dạ dày, lấy cái này về đun nước uống các bạn là nó sẽ khỏi các bạn nhé. Cái này là cái khô rồi các bạn, ai nhu cầu mua thì nhấc máy lên alo cho mình nhé. Đây, người dân bán ở chợ nhiều lắm các bạn ạ. Còn ở góc này thì mình thấy người dân họ bán những cái củ tam thất này các bạn. Những cái củ tam thất tươi các bạn nhé. Các bạn ạ, những cái củ tam thất tươi này thì nó rất là tốt cho sức khỏe các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Cái này các bạn có thể mang về ngâm rượu này, hầm gà, hầm xương này các bạn. Đun nước uống đều được hết các bạn nhé. Hoặc là thái lan ra ngâm với mật ong. Cái thái lan ra ngâm với mật ong thì nó tốt lắm các bạn ạ. Cái này thì nó rất là nhiều công dụng, như kiểu mình vừa nãy mình có đọc những cái công dụng của tam thất lúc mình quay củ khô ấy các bạn. Khô tươi thì công dụng nó như nhau nhưng mà củ khô thì dùng để chữa bệnh thì nó tốt hơn nhiều lắm các bạn ạ. Để tam thất như cái củ lớn này nó là 8 củ một cân các bạn nhé. Thậm chí 7 củ một cân cũng có. Ai nhu cầu mua tươi thì với nước máy lên alo cho mình. Cái bên này là mấy củ đấy chị? 8 củ, 8 đến 10 củ. Đây, tam thất khô này, bán la liệt luôn. Tiếp tục là sâm cao đỏ này, đó, mình thấy họ bán sâm cao đỏ ở đây thì la liệt luôn các bạn ạ. Ai nhu cầu mua sâm cao đỏ về ngâm rượu để bổ thận tráng dương thì nhấc máy lên alo cho Lượng nhá. Cái tam thất đây thì mấy củ đấy chị ơi? 7 củ một cân này các bạn, đó. Cái này mang về rửa sạch. Các bạn à, cái này nó vẫn dính đất các bạn nhá, mà các bạn mang về lấy máy rửa xe, đó, xịt thật sạch đi ngâm rượu nha các bạn nhé. Hoặc là thái lát ra ngâm mật ong. Hoặc là hầm gà, hầm xương. Khu này thì mình thấy rất là nhiều người tập trung này. Có cả du khách nước ngoài luôn luôn các bạn ạ. Đây có hai vị du khách nước ngoài đi chơi chợ này các bạn. Các bạn, đây là hoa đu đủ đực phơi khô này các bạn, đó.
công dụng thì lúc đầu video mình có giới thiệu với các bạn đấy, các bạn lấy những cái hoa đu đủ đực khô này về đun nước uống rất là tốt các bạn ạ. Nhu cầu mua thì alo cho mình, nó thơm lắm bạn, thơm lắm. Và đây là những cái quả mướp đắng rừng này các bạn, nó này thì nó dùng để hỗ trợ những cái bệnh tiểu đường này rất là tốt luôn các bạn nhé. Những cái chai mật ong rừng này rất là nhiều các bạn ạ. Ở đây thì họ bán những cái quả rừng này các bạn, những cái quả này gọi là quả dâu da. Quả này thì nó hơi chua chua một chút các bạn ạ. Này phiên chợ thì rất là đặc sắc, người dân thì bán tất cả loại mặt hàng đặc sản và dược liệu quý luôn. Ai nhu cầu mua những cái mặt hàng có mặt tại các chợ phiên vùng cao thì cứ nhấc máy lên alo cho mình nhé, để mình gửi cho các bạn. Nông sản này họ bày bán la liệt luôn các bạn ạ. Đây sông cau đỏ rừng này nó, và cái nho này các bạn, nó nho rừng này các bạn rất là nhiều. Và đây có con sóc này các bạn, đó một lồng sóc. Sóc này nó dễ nuôi lắm các bạn. Cái này các bạn mang về cho cái lồng lớn thì nuôi nó đẹp lắm. Và ở đây thì góc này mình thấy họ bán một số đồ rừng này các bạn. Đây là những cái nấm nhá các bạn, nấm rừng này các bạn. Đây là cái nấm linh chi sừng hiêu các bạn ạ. Nó dùng để trị những cái chứng bệnh tê bì chân tay các bạn ạ. Ai mà bị nhức mỏi tê bì chân tay bị như kiểu kiến bò ấy, thì lấy cái này về đun nước uống các bạn, hoặc là ngâm rượu các bạn nhé. Cái này thì nó là cái loại khô các bạn ạ. Đây, nó dẻo lắm, các bạn cắt vài đoạn ra mang về đun nước uống để chữa bệnh rất là tốt luôn. Ai nhu cầu mua thì alo cho mình nhé. Và đây là cái nấm lim xanh này các bạn, cái nấm rừng này các bạn, nó mọc từ những cái gỗ lim mục các bạn. Đó, này nó rất là tốt các bạn nhé, nó dùng để hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường này, hỗ trợ và điều trị những cái bệnh về mỡ máu này các bạn, và gan nhiễm mỡ này các bạn đó. Và các bạn nào mà bị sơ gan này, đó, men gan cao này, đó, nóng gan này, viêm dạ dày này, dạ dày tá tràng này các bạn, viêm loét dạ dày này, và vi khuẩn HP, lấy cái này về đun nước uống rất là tốt luôn các bạn ạ. Hỗ trợ và điều trị bệnh tốt lắm các bạn. Cái này thì nó tốt hơn cả sâm các bạn ạ, vì những cái hợp chất axit amin ở trong những cái nấm này nó tốt lắm các bạn ạ. Nấm lim xanh được ví như là thần dược của người dân ở trên vùng cao các bạn ạ. Đó, họ hay thử sử dụng lấy cái này về đun nước uống cho nên là nó rất là tốt luôn các bạn. Xin chào, chào mấy mẹ con nhá. Bóc lạc à? Lạc đỏ này mình trồng trên nương à em? À, xinh gái quá nhỉ. Gái người Mông ở trên này rất là trắng. Sao mặc quần áo người Mông đi chợ hả em? Không có á? À, nóng á, nóng có thích mặc đúng không? À, cảm ơn nhá. Đây khu vực bán đồ thổ cẩm đây thì rất là nhiều người về đây mua những cái đồ thổ cẩm về làm đồ lưu niệm các bạn. Cái mũ đẹp thật đấy này. Thấy chị gái kia đội mũ đẹp chưa các bạn? Đội cái mũ này phải mặc thêm bộ quần áo người Mông cơ mới đẹp. Các bạn ạ, phiên chợ ở trên này thì rất là đặc sắc nhé các bạn nhé. Mình vừa đi một vòng chợ, được các bạn đi khám phá trải nghiệm cái chợ trên này các bạn ạ. Mình thấy người dân ở đây họ trao đổi buôn bán tất cả loại mặt hàng luôn các bạn ạ. Đa số là nông sản sạch và những cái loại dược liệu quý thôi các bạn ạ. Ai có nhu cầu mua tất cả mặt hàng, ví dụ như các loại dược liệu quý thì nhấc máy lên alo cho mình nhé. Theo số điện thoại 0385883 mình có để ở góc video ấy các bạn. Giờ thì mình xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mình trong ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.